Sáng nay, ngày 19 tháng 3, phiên tòa xét xử vợ chồng bà Trương Mỹ Lan và 84 bị cáo bước vào phần tranh luận. Trong ngày, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát biểu quan điểm luận tội về đề nghị mức án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo. Tại phiên tòa trước đó, các cáo buộc là thuộc cấp và đồng phạm của Trương Mỹ Lan thể hiện sự ăn năn hối cải, mong hội đồng xét xử xem xét. Tuy nhiên, bị cáo Trương Mỹ Lan không thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố. Bị cáo Lan phủ nhận vai trò nắm giữ quyền chi phối tuyệt đối tại SCB, cũng như phủ nhận vai trò chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện nhiều hành vi phạm tội. Báo Công an Nhân dân dẫn lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa về cáo buộc liên quan ngân hàng SCB. Theo đó, bị cáo khai hoàn cảnh khi hợp nhất SCB trong bối cảnh ba ngân hàng đang bị rút tiền. Nhà nước vận động nhiều doanh nghiệp nhưng không ai dám vào. Bị cáo từ chối rất nhiều lần. Ngân hàng nhà nước đề nghị bị cáo cố gắng mua được 65% để ổn định ngân hàng. Kêu gọi đối tác, ưu tiên các đối tác nước ngoài, cho mượn tài sản. Bị cáo thấy trách nhiệm của mình cũng chỉ cho mượn tài sản tìm kiếm đối tác nên đồng ý. Vì vậy, bị cáo Lan cho rằng mình chỉ cho ngân hàng mượn tài sản để tái cơ cấu nợ xấu, chứ không chỉ đạo thành lập các công ty ma và không biết công ty ma là gì, không nâng khống giá trị tài sản để lấy tiền SCB. Về phía SCB, đề nghị hội đồng xét xử xác định bà Lan và các bị cáo phải bồi thường cho SCB số tiền thiệt hại tính đến ngày xử sơ thẩm ngày 5 tháng 3 là hơn 760.000 tỷ đồng, hơn 482.000 tỷ đồng nợ gốc, 277.830 tỷ đồng lãi và lãi phát sinh cho đến khi nào SCB thực nhận được tiền. Trước đó, cơ quan điều tra đã kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bị cáo Trương Mỹ Lan. Mặc dù không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng trước tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan và gia đình xin tạo điều kiện bán nhiều tài sản bất động sản của mình để khắc phục hậu quả. Trong đó, bị cáo đề nghị bán khách sạn Daewoo Hà Nội. Theo lời bị cáo, gia đình bà có 93,6% cổ phần ở khách sạn này. Bên cạnh đó, bị cáo nói bị cáo đã ủy quyền cho con gái Chu Duyệt Phấn bán dự án Capital Place, Liễu Giai, Hà Nội với giá 1 tỷ đô la Mỹ để thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả trong vụ án. Theo bị cáo Lan, dự án này đang thế chấp cho 4 ngân hàng nước ngoài vay 230 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, đối với lời khai này, hội đồng xét xử cho biết trên thực tế, tòa nhà Capital Place Liễu Giai đang được trả giá 360 triệu đô la Mỹ chứ không phải 1 tỷ đô la Mỹ như bị cáo mong muốn. Bị cáo Lan còn khai, trước đây bị cáo từng dùng 920 tỷ đồng tiền cổ phần tại một công ty bảo hiểm nước ngoài. Theo bị cáo, hiện giá thị trường số cổ phần này lên tới 5.000 tỷ đồng. Bị cáo muốn bán số này để khắc phục hậu quả vụ án. Đối với số cổ phần này, hội đồng xét xử xác nhận con gái bị cáo cho biết hiện số cổ phần này bán chỉ được khoảng 40 triệu đô la Mỹ, tương đương 920.000 tỷ đồng như thời điểm mua vào. Hội đồng xét xử cũng cho biết con gái bị cáo có đề nghị được bán nhà máy sản xuất vaccine thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát để khắc phục hậu quả vụ án và bị cáo Lan đồng ý. Đối với cổ phần tại một công ty bảo hiểm nước ngoài, Trương Mỹ Lan cho hay công ty bảo hiểm này là của một tỷ phú Hồng Kông mà bà không tiện nói tên. Trương Mỹ Lan mua cổ phần trị giá khoảng 920 tỷ đồng, hiện giá thị trường số cổ phần này lên tới 5.000 tỷ đồng. Bà Lan đồng ý khi bán được sẽ dùng số tiền này để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, hội đồng xét xử thông báo có căn biệt thự cổ diện tích gần 3.000 m2 tại số 110, 112 Võ Văn Tần, quận 3 cũng trong diện đưa vào giải quyết hậu quả vụ án, nhưng bà Lan đề nghị được giữ lại. Bà Lan cho biết trước đây mẹ bà mua căn biệt thự ở trung tâm Sài Gòn với giá 700 tỷ đồng để cho con gái bà về ở. Hơn nữa, đây là biệt thự cổ để bảo tồn, nên đề nghị hội đồng xét xử không kê biên vì không mua bán được mà phải bảo tồn. Vì vậy, bị cáo Trương Mỹ Lan xin hội đồng xét xử trả lại cho con và gia đình để sửa chữa bảo tồn di tích cho Việt Nam. Trong phiên xét xử ngày 15 tháng 3, bà Trương Mỹ Lan đã đề nghị bán khách sạn Daewoo và nhiều tài sản khác để phục vụ hậu quả trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, công ty cổ phần Bông Sen của gia đình bà chiếm 93,6% cổ phần tại khách sạn Daewoo Hà Nội. Theo tìm hiểu, Daewoo Hà Nội là một trong những khách sạn 5 sao nổi tiếng bậc nhất ở Hà Nội, được xây năm 1996. Thời gian đầu hoạt động, Daewoo là khách sạn lớn nhất Hà Nội, thu hút giới doanh nhân chính khách trong và ngoài nước. Khách sạn Daewoo Hà Nội nằm ở vị trí đắc địa, trung tâm cửa ngõ phía Tây của thành phố với hơn 400 phòng. Đây là một phần trong dự án tổ hợp trung tâm thương mại Daeha với tổng diện tích gần 3 hectare. Tổ hợp này bao gồm 3 tòa nhà, khách sạn Daewoo Hà Nội 5 sao, khu văn phòng Daeha Business Center và khu căn hộ cho thuê Daeha Service Apartment bên cạnh Hồ Thủ Lệ, 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, thành phố Hà Nội. Đây là địa điểm nổi tiếng từng đón tiếp các lãnh đạo hàng đầu thế giới như cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Tổng thống Nga Putin, cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Mặc dù vậy, hoạt động kinh doanh của khách sạn này trong nhiều năm không thuận buồm xuôi gió. Cho dù tỷ lệ sinh lời thấp, nhưng giá trị tài sản của tổ hợp không ngừng tăng qua các năm. Giá trị ước tính của tổ hợp này trong năm 2012 đã đạt trên 430 triệu đô la Mỹ. Vào đầu năm 2012, dư luận xôn xao về thương vụ thâu tóm bí ẩn khách sạn Daewoo Hà Nội sau khi tập đoàn Daewoo mẹ tại Hàn Quốc phá sản. Tới tháng 4 2012, đối tác nội trong liên doanh trung tâm thương mại Daeha là công ty điện tử HENO xác nhận đã mua lại 70% vốn góp của đối tác Hàn Quốc Daewoo E&C. Trước đó, một đại gia khác của Hàn Quốc là tập đoàn Lotte và một số tập đoàn nước ngoài đã có những cuộc chiến ngầm trong một thời gian dài nhằm thâu tóm tổ hợp Daeha. Với lợi thế tài chính mạnh, Lotte tưởng như nắm chắc phần thắng trong cuộc chạy đua này. Khi đó, có thông tin Lotte và Daewoo đã ký một biên bản ghi nhớ mà theo đó Lotte sẽ trả cả 100 triệu đô la Mỹ để sở hữu 100% cổ phần của Daewoo tại Daeha để xây dựng kết hợp với khu lân cận tạo thành Lotte Town. Mặc dù vậy, vào phút chót, Daeha đã về tay Heno nhờ điều khoản quyền ưu tiên mua thuộc về các đối tác trong liên doanh với giá trị chuyển nhượng được cho là vào khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Sau đó, hai ông chủ mới của tổ hợp Daeha được hé lộ là Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành và Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp Thành 1. Xong, số phận Daeha một lần nữa sang trang mới sau khi Công ty Cổ phần Bông Sen, tên giao dịch là Bông Sen Corp, một công ty con của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sài Gòn Tourist, công bố tại Đại hội Cổ đông năm 2015 là đã mua thành công 34,83% cổ phần tổ hợp Daeha. Trong bản chào bán quyền mua tỷ lệ 1-2 tại Bông Sen Corp khi đó, Sài Gòn Tourist cho biết Bông Sen Corp sẽ sử dụng tiền từ đợt chào bán hơn 163 triệu cổ phiếu để hoàn tất việc sở hữu 51% cổ phần của Daeha thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Daeha. Theo Sài Gòn Tourist, số tiền Bông Sen Corp chi ra để sở hữu 51% Daeha là 3.650 tỷ. Như vậy, tổ hợp khách sạn Daewoo được định giá lên tới gần 7.160 tỷ đồng. Bông Sen Corp là một cái tên có tiếng trên thị trường bất động sản phía Nam khi sở hữu hàng loạt nhà hàng khách sạn ở những khu vực đất vàng tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như khách sạn Bông Sen Sài Gòn 117, 123 Đồng Khởi, khách sạn Palace Sài Gòn 56, 66 Nguyễn Huệ, khách sạn 2 sao Bông Sen Annex 61 đến 63 Hai Bà Trưng, nhà hàng Lemongrass, Calibre, Bayer Garden, Vietnam House, buffet cánh bông sen, bánh Proda với hệ thống 18 cửa hàng lữ hành Lotus Tour, lữ hành Lotus Tours. Sau khi được tư nhân hóa, công ty này đã nhanh chóng tạo dựng dấu ấn trong lĩnh vực bất động sản nhờ một loạt thương vụ thâu tóm với quy mô lên tới hàng nghìn tỷ đồng như nắm cổ phần lớn tại Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn, sở hữu Công ty Cổ phần Sài Gòn One Tower. Mặc dù sở hữu nhiều đất vàng, nhưng Bông Sen có kết quả kinh doanh yếu kém. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bông Sen lỗ 280 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 lỗ 82 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng lỗ cả trong năm 2022 và 2021. Tới giữa năm 2023, vốn chủ sở hữu của Bông Sen giảm khoảng 700 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn dưới 7.000 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu vốn chủ sở hữu là 0,69 lần, tương đương khoảng 4.811 tỷ đồng. Thời gian tới, CafeLand TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh CafeLand TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa.